rồi hello xin chào tất cả các bạn nhé rất vui khi được quay trở lại với các bạn ở video hướng dẫn ngày hôm nay của mình thì tiếp tục với những cái hướng dẫn hay thì hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn một cái cách liên quan đến bàn phím đó là giúp cho các bạn có thể cài đặt được những cái hình nền ở trên cái bàn phím cho tất cả các cái điện thoại À, hệ điều hành nào cũng được iPhone và iOS hay nói cách khác là iPhone và máy Android thì các bạn đều có thể cài được nhé. đó thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn à, tất cả các cách đó là trên iPhone và trên những cái máy Android đó là để cài được những cái hình nền trên bàn phím à, cực là đẹp để thay đổi những cái à, phong cách à, nhắn tin hoặc là cho cái à, nói chung là tạo những cái không gian mới ở trên cái bàn phím của các bạn hơn nhé. rồi thì bây giờ mình cùng các bạn à, đi vào phần à, hướng dẫn chi tiết nhé. À rồi thì à bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn à, cách để cài những cái hình nền à cho bàn phím ở trên điện thoại. À trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở trên những cái dòng máy à hệ điều hành Android à ví dụ như Samsung, Xiaomi, Oppo, đó, nói chung là liên quan đến hệ điều hành à, Android thì các bạn có thể làm được nhé Đây, mình ví dụ như đây vào một cái cuộc à, trò chuyện tin nhắn này thì à, bình thường ở đây thì đó là cái bàn phím mặc định của mình thì nó sẽ không có cái gì hết các bạn nhìn chưa ạ đây này nó sẽ không có cái gì hết mà nó nói chung là nó không có cái nền ở bên dưới này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài những nền ở à, xung quanh cái bàn phím này à, nền ở đây thì có thể là do nền của à, các bạn tùy chỉnh à, tùy ý theo những cái bức ảnh mà các bạn có thể đặt ví dụ như ảnh gia đình người yêu người thân đó nói chung là vân vân đó thì à, để mà cài đặt được cái tính năng đó thì các bạn cần một cái app hỗ trợ à, mình lấy ví dụ à, các bạn hãy à, ví dụ như mình à, đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái app la bàn cây thì các bạn hãy lên cửa hàng ch play hoặc là app store nhé ví dụ ở đây thì mình à, đang dùng hệ hành android thì các bạn hãy lên cửa hàng à, ch play nhé các bạn hãy gõ cho mình là la bàn cây này đấy la bàn cây này đấy nó đây sẽ là cái à, bản à, của nó nhé rồi đây nó sẽ có cái biểu tượng là màu xanh xanh như thế này nhá đó các bạn à, chọn cài đặt cho mình. Rồi, các bạn chọn cài đặt cho mình nhá. À, bản này thì nó cũng uh, không không nặng nặng quá đâu các bạn ạ. Các bạn à đây 21,16 thôi. Đấy. Thì bây giờ sau khi à, các bạn đợi cùng mình nhá, khi nó cài xong thì mình sẽ hướng dẫn tiếp nhé. Rồi, sau khi uh, cài xong thì các bạn nhìn thấy ở phía dưới này nó sẽ có cái nút mở thì các bạn hãy chọn mở luôn lên cho mình nhá. Đó. Và đây sẽ là cái giao diện của nó này sau khi các bạn chọn vào thì nó sẽ hiển thị à, một số cái quảng cáo các bạn chọn là sử dụng ngay này đấy các bạn à, sử dụng ngay cũng như những cái phần à, ứng dụng khác thôi để mà à, cài đặt hoặc là để nó nó truy cập vào cái phần thông tin thì các bạn hãy chọn cho mình là phần bật cái phần à, la bàn cây lên nhé các bạn nhìn này, bật này, này đó các bạn bật lên và các bạn có cái phần thông báo là chú ý này cùng các bạn chọn ok hết nhé rồi ok luôn đó thì đó là cái phần uh, cài đặt nhé. đây, à, nếu mà các bạn vào phần cài đặt sâu hơn thì các bạn chọn vào đây, đấy. rồi các bạn hãy chọn quay trở lại này, đấy. và các bạn quay trở lại sau một cái thì nó sẽ có cái phần là chọn bàn phím này, đấy. các bạn chọn cho mình là um, la bàn cây ở bên dưới này nhé, đó. la bàn cây. rồi, đây sẽ là một số cái uh, cài đặt cũng như là những cái nội dung mà uh, cái trong cái app này nó sẽ uh, nó sẽ có. Đầu tiên là cái phần là chủ đề bàn phím này Các bạn nhìn chưa Chủ đề bàn phím này Đấy Thì các bạn nhìn đây à, Cái chủ đề này thì nó sẽ có rất nhiều những chủ đề có sẵn Này ví dụ như là đam mê tốc độ này Đấy Hoặc là chủ đề cao cấp hơn Đó Thì đấy là những cái chủ đề mà nó sẽ có cái xuất hiện những cái nền này Ví dụ ở đây cho các bạn này Đấy Những cái ô tô này Xe máy này Đó Rồi Các bạn nhìn này Đó Rồi Đấy còn tiếp theo là ví dụ như các bạn à, Chọn những cái chủ đề khác hơn à, Các bạn cũng kéo xuống như này nhá. Rồi Đấy Rồi Đó Các bạn chọn rất nhiều những cái chủ đề này Đó Rồi Và bây giờ để mà Cài được những cái hình nền Theo uh, ý của các bạn Thì các bạn hãy chọn cho mình phần dấu cộng ở đây này Đó Các bạn nhìn thấy dấu cộng ở đây chưa Các bạn chọn dấu cộng này Đấy Rồi Ở à, đây thì nó sẽ có cái phần là, là Tạo chủ đề có, có nghĩa là các bạn tự tạo cái bàn phím cho mình nhé à, Mình lấy ví dụ đầu tiên thì đầu tiên là cái phần hình nền này các bạn nhé này hình nền ở đây này đó thì nền ở đây sẽ là mặc định của nó là cái hình màu xanh như này nhé rồi thì tiếp theo mình sẽ nói sơ qua các chức năng một chút này Đấy, tiếp theo là cái phần phím này đó phím này đó thì các bạn cũng có thể chọn được những cái màu sắc ví dụ như uh, những cái này này đó các bạn nhìn chưa kiểu chữ này đó kiểu chữ này đó các bạn nhìn chưa kiểu chữ mình chuyển di chuyển đến đâu là nó sẽ đến đó âm thanh này nói âm thanh thì các bạn có thể gọi à, những cái âm thanh mà các bạn chạm vào ấy nó còn đây là hiệu ứng này đấy. hiệu ứng thì các bạn tắt hoặc bật các bạn tùy đấy khi các bạn chạm tay vào thì nó sẽ có những cái chấm tròn này đấy. chấm chấm này đấy rồi mình quay trở lại cái mục đầu tiên à, đầu đầu tiên là cái phần nền để mà chọn được những cái hình nền ở trên bàn phím này tạo những cái hình nền riêng ấy thì các bạn hãy À, nhìn xuống cho mình là cái phần là gợi ý này ảnh từ la bàn cây đấy các bạn có thể chèn trực tiếp những cái nền này vào ví dụ như mình chọn cái nền uh, ngôi nhà thứ ba này chẳng hạn nhé đấy thì ngay lập tức nó sẽ chuyển đổi cái nền ở đây thành cái hình ở uh, bên dưới này mình chọn rồi đó hoặc là cái hình xe máy này chẳng hạn đấy ok nhá hoặc là cảnh uh, đồng quê cảnh nhà đó à, để mà cài được những cái bức ảnh nền theo ý của các bạn thì nó sẽ có cái mục là chọn ảnh từ thư viện này các bạn nhìn cho ảnh từ thư viện thì các bạn sẽ click vào uh, chọn ảnh từ thư viện nhé đấy và nó sẽ yêu cầu là cho phép la bàn cây truy cập vào ảnh và phương tiện thì các bạn hãy chọn là cho phép cho mình nhé đó và sau khi các bạn chọn vào thì nó sẽ đưa đến cho các bạn cái phần thư viện ảnh của các bạn nhé rồi các bạn hãy kéo xuống đến cái mục mà các bạn muốn thêm cái bức ảnh vào đây ví dụ mình chọn cái bức ảnh này chẳng hạn đó, các bạn à, có thể căn chỉnh này. Đầu tiên là các bạn có thể kéo các bạn căn chỉnh làm sao cho nó phù hợp nhé. Đó, cho nó phù hợp với cái khung hình của các bạn này. Sau đó các bạn sẽ chọn cho mình cái dấu tích ở trên góc này. Đó, các bạn chọn dấu tích ở trên góc này. Đó, đây các bạn chọn dấu tích này. Đó, và ngay sau khi các bạn chọn cái dấu tích xong ấy thì nó sẽ hiển thị ra cái phần này luôn. Nó sẽ xuất hiện cho các bạn đến cái phần là à, hình nền cài đặt luôn. Đó, thì à, để mà chỉnh được cái phần... À, Um, opacity hay nào cái khác là, là mờ ấy các bạn nhìn chưa ở phần dưới này có phần thanh là mờ này các bạn nhìn chưa đó các bạn có thể kéo này là mờ à, đậm à, rõ hoặc là à, mờ vừa vừa đấy ví dụ như mình để này hơi hơi mờ mờ này đó tùy theo cái bức ảnh nhá. ví dụ bức ảnh nào sáng quá thì các bạn hãy chọn cho mình phía dưới còn bức ảnh nào nó ở tối thì các bạn hãy chọn cho mình cái phần làm mờ này cao thôi nhé Đây như này nhá đó, các bạn nhìn chưa đấy như mình để tầm này là ok nhé rồi à, tiếp theo thì à, cái chức năng thứ hai thì phím đây mình cũng đã nói rồi à, kiểu chữ này các bạn có thể chọn cái kiểu chữ nào cho nó phù hợp với các bạn mình để chữ đậm đậm này nhá rồi còn phần âm thanh này thì mình để mặc định đi phần hiệu ứng này đó hiệu ứng này thì các bạn khi mà các bạn chọn vào cái chạm này đó đây là cái chạm thôi những cái hiệu ứng mà các bạn chạm thôi à, đầu tiên là cái phần này, này. đó các bạn cứ thử nhá đấy nó có rất nhiều đấy có những cái ngôi sao này cái này là hình bong bóng bay này đấy, đấy rồi đấy lấp lánh này đấy rất đẹp nhá đấy trái tim này Đói, đấy rồi đấy mình thử đẩy cái trái cái trái tim này đi đấy cho nó xịn nhá rồi sau khi các bạn ok xong thì các bạn hãy chọn cho mình cái dấu tích ở bên góc này nhá đấy dấu tích ở bên góc này Đói, các bạn chọn vào và các bạn chọn ok này đấy bây giờ các bạn hãy thoát ra nhá các bạn chọn thoát ra và các bạn sẽ vào mục tin nhắn lại này đấy vào một tin nhắn đó nhìn chưa đấy thì nền bây giờ thì các bạn đã đã thấy là nó đổi chưa đấy ví dụ như mình gõ là tân tivi này đấy Đấy. những cái hiệu ứng ở đây các bạn nhìn cho nhảy trái tim nó nháy đấy mình đấy. đấy ok nhá đó thì sau khi các bạn vào thì tất cả những cái ứng dụng khác nó cũng hiển thị theo cho các bạn ví dụ như là messenger này zalo này các thứ nó sẽ hiển thị theo cái chủ đề này đó bây giờ mình sẽ vào zalo uh, messenger các bạn xem nhá thì mình vào một cái cuộc trò chuyện ở trên Messenger này các bạn nhé, đấy mình chọn này bàn phím này các bạn nhìn chưa, đấy nó cũng hiển thị giao diện à, rất là ok như thế này nhá đó đã vào cửa hàng App Store thì mình cũng đã tải sẵn rồi, thì bây giờ các bạn chỉ việc là các bạn chọn mở lên cho mình thôi, đó cũng tương tự như vào cách tìm ở trên Android, rồi sau khi các bạn vào thì nó sẽ hiển thị ra cái phần là à, kích hoạt là bật cây, thì các bạn sẽ chọn cho mình là phần mở cài đặt nhé, đấy, mở cài đặt này đó thì để à, vào được cái phần à, ừ, những cái chức năng của nó thì các bạn hãy chọn phần cài đặt này đó các bạn sẽ chọn vào cho mình là bàn phím này đó bàn phím này la bàn cây các bạn cho phép bật lên nhé các bạn bật lên đó và à, như mình nói là để thực hiện những cái chức năng thì các bạn cho phép truy cập đầy đủ nhé các bạn bật lên, lên cho mình và hiển thị là cho phép các bạn cũng bật lên đó sau khi các bạn bật vào thì các bạn sẽ trở ra một chút này các bạn trở ra trở ra cài đặt này đó ok mình sẽ thoát ra này thoát ra cái phần áp chính la bàn cây nhé đây các bạn mở lên đó tiếp theo là thì các bạn hãy à, nó sẽ có cái phần hướng dẫn này các bạn nhìn chưa hướng dẫn này thì các bạn sẽ à, chú ý cho mình là các bạn sẽ chọn một cái biểu tượng hình quả cầu này đây có nghĩa hình quả cầu góc này đây, đây các bạn nhấn giữ nhé nhấn giữ này đó nó sẽ hiển thị ra cái phần là la bàn à, tiếng việt các bạn sẽ chọn vào đó và nó sẽ hiển thị báo là cài đặt thành công nhé rồi tiếp tục này tiếp tục xong OK, những cái kia các bạn không quan tâm các bạn cứ chọn xong cho mình nhá. Đây sẽ là cái chủ đề chính này giống như giao diện ở trên Android đó, thì sẽ có một số những cái chủ đề à, hướng dẫn, à, những cái chủ đề mà nó gợi ý này, các bạn có thể chọn theo. Rồi à, cũng như Android thôi, các bạn chọn vào dấu cộng là giữa này để tạo một số cái hình nền riêng đó. Đây, dụ như mình chọn vào dấu cộng này nhá, các bạn chọn vào dấu cộng này để tạo cái bàn phím. À, đầu tiên thì sẽ là đổi hình nền, tiếp theo là tạo chủ đề. À, các bạn có thể chọn à, à, theo hai cách đầu tiên là mình chọn đổi đổi hình nền nhé đấy đổi hình nền thì à, các bạn có thể à, nó truy cập trực tiếp vào ảnh tiếp theo là tạo chủ đề này các bạn chọn tạo chủ đề trước này đó chủ đề ở đây thì à, nó giống như cái bước mà mình làm ở trong Android đấy đầu tiên là hình nền tiếp theo là phím phím này chữ này đó đây, phím ở đây thì nó sẽ có nhiều màu hơn một chút chữ này đấy và âm thanh thì hình nền các bạn quay trở lại cái mục chính là hình nền các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục là thư viện ảnh này đó thư viện ảnh nhá đấy thì mình sẽ ví dụ như mình sẽ chọn cái này chẳng hạn đấy, mình sẽ chọn bức ảnh này chẳng hạn nhé đây, bức ảnh này chẳng hạn đấy thì nó cũng có cái nút chỉnh tỷ lệ đấy, các bạn có thể chọn tỷ lệ à, nhiều hay ít các bạn sẽ chọn vào đấy, dấu tích này đó các bạn chọn dấu tích này nếu mà xong nhá ok tiếp theo thì cũng có cái thanh làm mờ các bạn sẽ chọn uh, đậm hay nhạt Đấy, ví dụ như mình chọn kiểu này và mình sẽ chọn kiểu chữ uh, cũng chữ đây chữ này đi cho nó uh, đây chữ này đi rồi các bạn chọn uh, dấu tích ở đây nhá để cài đặt xong đó vậy là các bạn đã cài đặt xong cái phần uh, hình nền này cho iphone rồi bây giờ các bạn chỉ việc thoát ra thôi các bạn thoát ra các bạn vào một uh, uh, một cái phần uh, messenger chẳng hạn nhá Đấy, messenger chẳng hạn rồi messenger này Đấy, ví dụ như mình chọn cái cuộc trò chuyện này đấy, thì các bạn cũng chọn vào đấy, vậy là nó đã hiển thị ra cái phần uh, bàn phím này nhá à, hình nền rồi nhá ví dụ như mình, mình gõ này đấy, vẫn uh, tiếng việt các thứ như bình thường nhá các bạn cách này đó ok đó thì đấy là cái cách ở trên điện thoại iphone hy vọng với hai cách hướng dẫn này thì các bạn có thể thực hiện à, thành công theo những gì mình hướng dẫn nhé. Chúc các bạn thành công nhé. Và nếu thấy video hay cho mình là một like, một đăng ký kênh nhé. Chia sẻ cho bạn bè cũng biết nhé. Xin chào các bạn.